Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vụ mai của chị Hà ha, có quay trở lại để làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình luôn, mai giống mai ghép bên vườn của chị Hà cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Hà ha. Hôm nay thanh lý giá rẻ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi không mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị và mình vào clip để gặp luôn chị Hà, để chị Hà chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào chị Hà ơi. Dạ rồi, em cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa nha. Hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai để anh chị em mình mua về chơi Tết 2024 nha. Rồi. Dạ, cái này em vô mã đầu tiên thì em xin nói tiếp với clip trước là mã số 11 nha. Dạ, là một cây thanh mai. Rồi, cái này ghép được 3 bao ha cô chú anh chị ha. Nụ nè. Quá trời luôn ha. Nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cây này hoành được 13 nha. Cái này chơi Tết thoải mái luôn ha. Rồi cao được 80 ha. Rồi. Ngang thì được 77. Rồi. Rồi cái này thì em giao lưu 350 ha. Rồi 350 ha, đổi rồi. Cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 12. Rồi. Là một cây cúc hoàng hậu nha. Đây là cái tàn cũng khá thôi chứ anh chị ha. Nụ thì nói chung là cũng vô nó cũng nụ hết trơn cả nha. Vô nụ khá trơn ha. Rồi, thông số nó hả chị ha? Rồi. Cái này hoành được 13 nha. Rồi. Cao của cây là được 1m16 nha. Rồi. Tán ngang thì được 83. Rồi. Rồi, cái này em giao lưu 450 ha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 13. Rồi. 13 là một cây đại lộc nha. Cái này cái tàn dữ lắm cái tàn nha cô chú anh chị ha. Đại lộc hết cô chú anh chị ha. Nút nụ nè. Quá trời nút nụ luôn ha. Nụ siêu nhiều luôn nha. Rồi, thông số luôn nha chị. Rồi. Rồi cái này là hoành được 16 nha. Rồi, nút nụ quá xá nút nụ luôn. Mỏi mắt lá luôn, về rồi, về. Chiều cao 1m13. Tán ngang là được 91 ha. Rồi. Rồi cái này em giao luôn 1.700.000 nha. Rồi 1.700.000 bao ship ha. Rồi. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 14. Mã số 14 cũng là một cây đại lộc luôn ha. Rồi. Nụ nè cô chú anh chị ha. Quá trời quá đất nụ luôn. Nụ siêu nhiều luôn ha. Rồi thông số luôn nha chị. Rồi. Rồi cây này hoành được 17. Rồi. Rồi chiều cao là được 73. Tán ngang được 50. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 400 ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 15. Mã số 15 cũng là một cây đại lộc luôn ha. Này lên cặp luôn ha. Rồi, lên cặp luôn đi ha. Này lên cặp luôn đi. Rồi, một cặp đại lộc ha. Đại lộc. Nụ siêu nhiều luôn. Ghép gốc nhất liền có của cô chú anh chị ha. Quá trời nụ luôn. Quá xa nụ. Rồi. Có đế luôn ha. Thông số chiều cao tán ngang. Hoành cây này cỡ 6-7 ha. Cỡ 6-7 nha. Rồi chiều cao của cây này là 60 ha. Rồi. Tán ngang là được 34. Cây này cao được 72 ha. Rồi. Cây này tán ngang thì hơi nhỏ nha. Rồi. Rồi, cặp này thì em giao lưu 350 ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 16. Mã số 16 là một cây thọ hương nha. Rồi, cây này tàn cũng khá thôi chứ anh chị ha. Ghép gốc nhất liền có của cô chú anh chị ha. Rồi, cây này đế. Cây này là hoành cỡ 8 đó nha. Rồi. Nụ còn rất là nhiều nha cô chú anh chị ha. Đây, nụ trên cây rất là nhiều. Rồi chiều cao được 92. Rồi. Tán ngang của cây được 80. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 400.000 nha. Bao ship luôn hả chị? Bao ship. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 17. Rồi. Rồi cũng là một cây thọ hương luôn ha. Rồi. Nụ quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị. Thấy vậy á, chứ nụ này là Tết là nở đặt cây luôn nha cô chú anh chị ha.
Rồi, thông số rồi, nha chị. Cây này hoành cỡ 7 nha, 6-7 nha. Rồi cao được 80 ha. Rồi. Rồi ngang là được 41. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 300 ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 18. Mã số 18 cũng là một cây cúc thọ hương luôn nha. Rồi. Cây này nói chung tàn cũng có nè cô chú anh chị ha, nút nụ được ok luôn á. Nụ nhiều lắm nha cô chú anh chị. Cái này là bao nụ luôn á nha. Này là bao nụ thiệt á. Quá trời nụ luôn cô chú anh chị ha. Cây này là hoành cỡ 56 ha. Rồi. Rồi cao được 76. Tán ngang được 54. Rồi. Rồi cái này em giao luôn cũng 300 luôn ha. Rồi 300 ngàn ha. Rồi. Đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 19. Mã số 19 là một cây siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Rồi tàn cũng khá luôn ha. Nước nụ đồ có luôn nha cô chú anh chị. Nụ rất là nhiều ha, siêu bông nha cô chú anh chị ha. Rồi. Rồi cây này thông số hoành đây chị. Quá xa nụ luôn. Cây này là hoành được 11 nha. Rồi. Rồi chiều cao là được 66 nha. Rồi. Ngang là được 70. Rồi. Rồi cây này thì em giao lô 450 ha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 20. Mã số 20 là một cây cúc Vạn Phúc ha. Ồ, nụ về về luôn cô chú anh chị ha. Nè. Nụ nhìn thấy ham luôn cô chú anh chị nè. Quá xa nụ luôn. Nụ chùm chùm luôn cô chú anh chị ha. Cây này quá xa nụ. Quanh thì cả 78 nha. Rồi chiều cao tán ngang đi chị. Rồi chiều cao 73. Rồi. Tán ngang được 67. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 350 luôn ha. Rồi mình đã rồi, cây luôn. Rồi cây này cũng là cây cuối clip. Thì rồi. Cuối clip em cũng kính mong được sự ủng hộ gần xa của quý cô chú bác anh chị em mình ha. Thì em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309, nó cũng là số Zalo em luôn nha. Rồi. Dạ em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Hà cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.